Chào các bạn Hôm nay mình đọc được một comment của một bạn ở trên Facebook và bạn ý nhờ mình là làm một cái mạch khởi động mềm DC tầm um, 30W gì đó ấy mình cũng không nhớ thì mình cũng đã tham khảo một cái mạch khởi động mềm DC của anh kênh HTRO189 này mình sẽ tham khảo lại mạch của anh ý và mình sẽ chia sẻ lại cái nấu nối và cái nguyên lý hoạt động thì mình thấy anh ấy như nói rõ lắm và ở đây mình đang sử dụng một con phép IRS540 này con mosfet này dòng nó khá là thấp nếu mà các bạn muốn dòng một nhạy muốn công suất nó cao các bạn có thể dùng những cái con mosfet dòng cao như kiểu con IRS3205 thì dòng chịu đựng của nó rất là cao luôn và mình dùng một con điện nhỏ 12k và một con tụ 1000 microfarad. Một con điện nhỏ 150 k Thì những cái con linh kiện này thì các bạn cũng có thể tùy biến thôi. chẳng hạn như kiểu con tụ điện này các bạn có thể thay giống y hệt như kiểu như sơ đồ này để cho nó khởi động mềm giống như kiểu mạch của anh HT Pro 189 Về linh kiện này mình sẽ tùy biến Mình sẽ làm theo cách của mình Là linh kiện theo cách của mình Bây giờ thì mình sẽ lắp ráp cái mạnh này nhá Các bạn nhìn mạnh nó rất là đơn giản Bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem Ok, vậy là mình đã lắp cái mạnh nó y hệt như kiểu trong sơ đồ luôn Mình mắc nó giống hệt để cho các bạn dễ hiểu Chỉ khác ở đây là con nhận nhỏ 12k và con tụ là 1000 microfarad thôi Còn tại mình sẽ lắp giống nhau À còn thêm cả mốt phép nữa Mình dùng con 540 Các bạn dùng con 80NF70 cho nó khỏe nhá Ok, mình sẽ test thử cho các bạn xem này bây giờ thì mình sẽ cấp cái điện áp 12V vào cho cho mạch nhá và các bạn quan sát cái hiện tượng của nó này bây giờ thì mình sẽ cấp điện vào này Đó Nó phải một lúc sau nó mới sáng dần lên các bạn ạ Cái con tụ này nó làm hơi lâu Đó mua phép thì Không nóng gì cả Đây mình sẽ cặp lại cho các bạn xem này Cặp nào nhá Một Hai Đó Bóng đèn nó sáng dần lên các bạn có thể thấy mình sẽ tua chậm Cho các bạn xem nhá Mình sẽ cấp điện vào này nó đã nhạy. Bây giờ thì nó dẫn bão hòa rồi. nên là mốt phép rất là mát. đó. thế mạnh này nó chạy theo kiểu biến tính. nên là có thể mốt phép nó sẽ hơi nóng nên là các bạn gần lắp tản nhiệt theo đó nhé. khi mà lúc đầu chạy thì mốt phép nó sẽ hơi nóng một chút. khi mà nó dẫn bão hòa rồi thì mốt phép sẽ mát đó các bạn có thể thấy được là đây thì cái mạnh này nó vẫn còn nạp điện ở trong tủ các bạn phải nhờ nó xả hết đi thì cảm vào thì nó mới xuất hiện hiện thì nó mới khởi động mềm được bây giờ thì mình lại cấp điện vào này đó thì mình không có động cơ nào nên là các bạn thông cảm nhá các bạn có thể thay thế động cơ vào để xem cái khả năng hoạt động của nó và bây giờ thì mình sẽ mô phỏng cho các bạn xem cái nguyên lý hoạt động của nó mình quên không nói ở đầu video khi mà motor này nó hoạt động thì cái dòng cái dòng khởi động của nó nó lên rất là cao nó lớn hơn với lại công suất của cái mạch nguồn mà có thể chịu đựng được, được nên là cái mạch nguồn nó sẽ nhảy ngắt nhảy ngắt cái này thì anh hdro một trăm đã giải thích rồi và mình đã thêm một cái con diode nó mắc theo cái chiều này này chiều gạch này nó sẽ đi lên dương nguồn để dập cái điện áp xung ngược mà khi mà motor hoạt động mà mình đã thêm hai cái vôn kế ở đây để có thể cho các bạn nhìn thấy rõ hơn là khi mạch hoạt động thì cái điện áp phân áp nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ chạy mô phỏng này. Đó, các bạn để ý cái đồng hồ này nhá. Cái này sẽ cần chờ một lúc thì này này này. khi mà mình cấp điện vào ấy, mình đã thêm một cái nút nhấn ở đây này khi mà nút nhấn nó không được nhấn thì cái điện áp ở trên g nó sẽ được đi qua con điện nhở 150k và xuống mát và con MOSFET này nó không dẫn một nó không hoạt động một kế ở đây có điện áp là không v khi mà mình nhấn nút ấn này các bạn sẽ để ý cái vôn kế ở đây và motor mình nhấn này Điện áp đang dâng lên này các bạn để ý một tờ nhé đó khi mà điện áp đủ 3V trở lên thì một tơ này nó hoạt động này và vô kế nó hiện 12v 9 à, 11v 9 này là một tơ còn mua phép này nó đang đóng và một tơ hoạt động điện áp 12V nó sẽ nhảy qua mô tơ nhưng qua mua phép và về âm nguồn nên hai đầu con tụ này nó sẽ tích một cái điện áp nó đang dâng lên nó sẽ dâng đến tầm 12 v là nó sẽ dừng lại bây giờ thì mình sẽ nhả nút ấn ra này đó con điện nhờ 150 k nó sẽ xả mốt cái con tụ này đi đó các bạn có thể thấy điện áp nó đang thụt dần xuống này thực tế là chúng ta sẽ ngắt cái điện áp dương 12 v này ra nhá thì cái motor nó sẽ dừng hoạt động và... Hôm mua fan này nó sẽ xả hết Ok vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một cái sơ đồ khởi động mềm DC Nếu mà được thì mình sẽ làm một cái mạnh khởi động mềm AC nhá Ok bye bye các bạn